Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiền Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chương trình bounty rất là chất lượng. Token của nó sẽ có ký hiệu là USDQ và giá trị của nó tương đương với 1 USD cho 1 USDQ này nhá. Đấy thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tham gia và nhận thưởng. Các bạn sẽ sign in bằng có thể là Google, LinkedIn, các cái tài khoản này. Ở đây thì mình sẽ sign in bằng Google nhá. Okay, các bạn chọn email. Ok, đây chính là cái giao diện của chúng ta và chúng ta sẽ nhận được 1 USDQ này. Đấy, tương đương 1 đô rồi nhá. Tiếp theo nữa này chúng ta sẽ nhấn vào phần Get 2 USDQ. Đây. Chúng ta sẽ đầu tiên là các bạn sẽ phải làm gì đây? Ok. Làm gì đây? Copy bài viết post in direct blog send link nhận thưởng. Ok, đây chính là cái bài viết. Chúng ta copy lại cái bài viết này nhá và chúng ta vào cái run direct. Vào trang direct của chúng ta. Chúng ta sẽ vào phần Create Post này. Phần Create Post. Ok, chúng ta sẽ post bài viết. Dạ này. Ok, đặt một cái link là bounty USDQ nhỉ? USD. Ok, ở đây chọn cộng đồng, chúng ta sẽ chọn chính chúng ta luôn. Ok, sau đấy các bạn nhấn post. Đấy, khi các bạn post rồi ấy, thì các bạn sẽ ấn upload nó lên. Đây nó sẽ upload, các bạn copy này. Copy cái đường link. Ta sẽ paste vào đây và complete bounty, tức là hoàn thành bounty. Ok, tiếp theo nữa chúng ta sẽ tham gia vào các cái nhiệm vụ khác này. Ở đây nhiệm vụ Facebook này. Ok, chúng ta ấn vào. Chúng ta sẽ phải follow và nó sẽ yêu cầu like and follow groups. Ok, đây thì mình sẽ thay đổi một cái Facebook. Ok, nó sẽ yêu cầu chúng ta để mình dịch ra xem nào. Okay, ta sẽ truy cập vào, chúng ta nhấn thích. Ok, sau đây các bạn thích và theo dõi, sau đây các bạn copy cái profile chúng ta paste vào, nhấn vào hoàn thành nhận thưởng. Ok, xong cái nhiệm vụ Facebook. Tiếp theo nữa là nhiệm vụ LinkedIn. Ok, nó sẽ truy cập vào add LinkedIn.
ta nhận ơn lâu. Ok, chúng ta nhấn vào complete bounty, hoàn thành bounty. Nhấn vào. Nhấn vào phần theo dõi này nhé. Sẽ tắt nó đi. Ok, chúng ta sẽ tiếp theo nữa là các bạn sẽ phần Kakao Talk. Ở đây thì Kakao Talk tài khoản này mình chưa có nhé. Các bạn bạn nào có thì tham gia. Tiếp theo nữa này là cái Zone Telegram Group. Các bạn add Telegram vào. Login Telegram. Khá là phức tạp và lằng nhằng. Ok, ta kết nối vào Telegram. Kết nối lâu rồi trời. Quay trở lại nhá. Cái nhiệm vụ Telegram này nó hơi lâu một chút, thế nên là mình các bạn sẽ tự làm nhé. Các bạn ấn và ấn vào Telegram đăng nhập vào và làm theo hướng dẫn của nó ở đây. Zone và group của nó cũng đơn giản thôi, không gì là phức tạp. Và chúng ta đến với cái nhiệm vụ cuối cùng trong cái phần này, đấy chính là nhiệm vụ YouTube bounty. Chúng ta kiểm tra xem nào. Các bạn sẽ có thể làm một cái video từ 5 đến 10 phút và public ở trên cái kênh YouTube của các bạn. Các bạn sẽ nhận được lên tới 300 cái token này cho một cái video xuất sắc này. Video tuyệt vời chúng ta nhận được 140. Video tốt chúng ta nhận được 60. Video bình thường chúng ta nhận từ 0 đến 20 token. Ok. Đấy. Bạn nào làm video thì các bạn điền link video và sau đấy nhấn vào complete party. Vậy là xong. Xong cái chương trình giới thiệu cho các bạn về cái phần bounty của thằng USDQ. Có một phần nữa này là cái blog, chúng ta có thể viết một cái bài viết trên 300 từ giới thiệu về cái dự án này, và sẽ nhận được các cái phần thưởng tương ứng các bạn này. Tốt nhất thì các bạn sẽ nhận được 500, tốt thì các bạn sẽ nhận được 200 này, gọi là khá tốt thì các bạn sẽ nhận được 75, và bình thường thì các bạn sẽ nhận được 0 đến 30 USDQ. Ok, sau đấy các bạn điền link vào này và các bạn nhấn vào phần complete bounty. Đây có thể nói là một chương trình cực kỳ tiềm năng và hy vọng là chúng ta sẽ nhận được thật nhiều cái token, thật nhiều tiền chương trình từ thằng này. Những gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp các bạn nhé. Sau đấy các bạn còn một phần nữa mình sẽ giới thiệu luôn cho các bạn phần rapper này. Đây các bạn ấn vào phần rep Earthframe. Đấy các bạn copy đường link giới thiệu đến bạn bè cũng như là những người sử dụng khác để có thể kiếm được thêm token từ thằng này nhé. Cảm ơn các bạn. Còn bây giờ xin thân ái chào và hẹn gặp lại.